Thưa quý vị, tại Bosnia, lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu hộ sau khi một trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại khu vực Dubrovnica, cách thủ đô Sarajevo khoảng 70 km về phía Tây Nam, khiến 13 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Chính quyền sở tại cho hay thảm họa lũ quét xảy ra vào ngày 4 tháng 10 đã khiến một mỏm đá phía trên ngôi làng Jablanica đổ xuống, vùi lấp nhiều nhà cửa và xe cộ. Trận lũ bất thường xảy ra sau đợt hạn hán chưa từng có sau mùa hè tại quốc gia vùng Balkan, khiến nhiều sông hồ cạn nước và ảnh hưởng lớn đến hoạt động nông nghiệp cùng nguồn cung nước cho hoạt động đô thị khắp Balkan cũng như nhiều khu vực khác ở châu Âu. Cho đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều phương tiện để tìm kiếm những người đang bị vùi lấp. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, mưa lớn đã khiến nỗ lực cứu hộ bị tạm dừng và sẽ chỉ được nối lại ngay khi điều kiện thời tiết đảm bảo. Cơ quan phòng vệ dân sự liên bang Bosnia và Herzegovina cảnh báo nhiều địa phương đối mặt với nguy cơ lũ lụt và lở đất. Hải quân Ấn Độ thông báo cuộc tập trận Malabar với sự tham gia của Hải quân Ấn Độ, Mỹ, Australia và Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 10 tới nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa lực lượng hải quân nhóm bộ tứ trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng diễn biến phức tạp. Theo kế hoạch, cuộc tập trận sẽ kéo dài 11 ngày, bắt đầu với giai đoạn chuẩn bị tại cảng, tại Visakhapatnam và các hoạt động tác chiến trên biển, tập trung vào việc tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo báo cáo, cuộc tập trận sắp tới sẽ là phiên bản toàn diện nhất từ trước đến nay với các kịch bản tác chiến phức tạp cùng các hạng mục diễn tập tác chiến trên mặt nước, trên không và chống tàu ngầm. Cuộc tập trận Malabar được khởi xướng vào năm 1992 như một hoạt động hải quân song phương giữa Mỹ và Ấn Độ, nhưng đã phát triển thành một sự kiện đa phương quan trọng nhằm cải thiện khả năng tương tác và giải quyết các thách thức chung trong lĩnh vực hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Năm ngoái, cuộc tập trận hải quân Malabar được tổ chức ngoài khơi bờ biển Sydney của Australia. Khoảng 40.000 người biểu tình đã xuống đường ở một số thành phố lớn trên khắp thế giới để yêu cầu chấm dứt đổ máu ở Gaza khi cuộc xung đột ở vùng Palestine diễn ra gần tròn một năm và lan rộng ra toàn khu vực. Tại Anh, những người ủng hộ Israel vẫy cờ khi những người biểu tình ủng hộ Palestine đi ngang qua. Theo cảnh sát, có 15 vụ bắt giữ trong cuộc biểu tình. Tại Italia, khoảng 6.000 người biểu tình đã bất chấp lệnh cấm diễu hành ở trung tâm thành phố trước dịp đánh dấu một năm ngày lực lượng Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng sau khi các cuộc đụng độ nổ ra. Trong khi đó, tại Đức, khoảng 1.000 người biểu tình mang theo cờ Palestine và hô vang các khẩu hiệu. Người biểu tình cũng chỉ trích những gì họ cho là bạo lực của cảnh sát. Đối với những người biểu tình ủng hộ Palestine ở Đức, tại Manila, các nhà hoạt động đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động Philippines sau khi những người này bị ngăn cản tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ để phản đối việc Washington cung cấp vũ khí cho Israel. Ngoài ra, các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào cuối ngày 5 tháng 10, tại các thành phố khác trên khắp thế giới, bao gồm ở Mỹ và Chile, một số cuộc biểu tình ủng hộ Israel cũng được lên kế hoạch tổ chức vào cuối tuần này. Thưa quý vị, các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng liên tiếp và dữ dội xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục căng thẳng trong những ngày gần đây. Chỉ vài giờ sau khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban, Iran đã phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu tại lãnh thổ phía Nam và miền Trung Israel, đánh dấu bước leo thang nguy hiểm mới trong xung đột ở Trung Đông. Một chu kỳ nguy hiểm của các cuộc tấn công và trả đũa được dự báo có nguy cơ thúc đẩy sự leo thang không thể kiểm soát trong khu vực. Các cuộc ném bom mà Israel tuyên bố nhắm vào các thành trì của lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban những tuần qua đã đánh dấu chiến dịch trên không dữ dội nhất thế giới bên ngoài Gaza trong hai thập kỷ qua. Hezbollah là quân đội phi nhà nước lớn nhất thế giới và miền Nam Liban đang tràn ngập những kẻ khủng bố và vũ khí của Hezbollah. Nếu nhà nước Liban và thế giới không thể đẩy Hezbollah ra khỏi biên giới của chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình làm điều đó. Theo thống kê của nhóm giám sát xung đột Air Wars có trụ sở tại Anh, chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng vào năm 2017. Trong đó, vào thời điểm đỉnh cao của trận chiến giành lại Raqqa, mỗi ngày liên minh chỉ triển khai 500 quả đạn. Hay như trong hầu hết cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ ở Afghanistan, Washington đã thực hiện chưa đến 3.000 cuộc không kích mỗi năm. Thế nhưng, chỉ trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 9,
quân đội Israel cho biết đã sử dụng 2.000 quả đạn và thực hiện 3.000 cuộc không kích vào Liban. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, các cuộc không kích của Israel đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 7.500 người khác bị thương và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, phần lớn là dân thường. Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của Iran tại Trung Đông, cũng chịu tổn thất nặng nề. Trong đó, Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của nhóm, một nhân vật quan trọng đã biến Hezbollah thành lực lượng quân sự hàng đầu ở Liban bị tiêu diệt. Sau loạt đòn không kích, ngày 1 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự trên bộ có giới hạn nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Cuộc đổ bộ của Israel tại Liban đánh dấu lần đầu tiên Tel Aviv đưa quân vào lãnh thổ quốc gia láng giềng kể từ năm 2006, đồng thời mở ra giai đoạn mới của xung đột Israel-Hezbollah. Chúng ta chắc chắn đang ở một thời điểm rất rất nguy hiểm. Thực sự, chúng ta đang trên bờ vực của một cuộc xung đột khu vực. Có rất nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một hoạt động hạn chế hoặc chỉ là một cuộc xâm nhập hạn chế vào bên trong Liban. Một khi bạn hiểu được vào một cuộc xung đột mới, bạn không thể kiểm soát tất cả các biến số. Vì vậy, điều này thực sự có thể nhấn chìm nhiều quốc gia hơn. Toàn bộ khu vực có thể bị nhấn chìm trong nhiều năm xung đột. Ở chiều ngược lại, lãnh thổ Israel liên tục phải hứng các cuộc tấn công từ nhiều phía. Điển hình là việc Houthi ở Yemen ngày 4 tháng 10 tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và mục tiêu quan trọng ở Rafah, miền trung Israel. Cùng ngày, Hezbollah xác nhận đã phóng tên lửa vào vùng Haifa, đồng thời tấn công căn cứ quân sự Ilania ở miền bắc Israel. Trước đó, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa các loại, gồm cả tên lửa siêu vật âm, vào 3 căn cứ quân sự xung quanh Tel Aviv và những nơi khác của Israel nhằm đáp trả các cuộc tấn công chết chóc của Israel nhằm vào người dân ở dải Gaza và Liban, cũng như những vụ Israel hạ sát các thành viên cấp cao của Hamas và Hezbollah. Có thể thấy xung đột tại Trung Đông chỉ trong ít ngày đã leo thang tới mức chưa từng có cả về tần suất và quy mô. Israel giờ đây đối mặt hàng loạt mặt trận mới với Hamas, Hezbollah ở cự ly gần cho tới Houthi và thậm chí là Iran ở xa hơn. Nhiều quốc gia đang gấp rút lên kế hoạch hoặc tiến hành các hoạt động đưa công dân nước mình rời khỏi Trung Đông do tình hình ngày một căng thẳng tại đây. Ngày 5 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo một máy bay quân sự đã đưa 96 công dân nước này trở về từ Liban. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận đã sơ tán an toàn hơn 200 công dân nước này khỏi Liban. Hoạt động sơ tán được tiến hành thành hai đợt. Đại sứ quán Trung Quốc tại Liban vẫn tiếp tục hoạt động và hỗ trợ công dân Trung Quốc ở lại. Trong khi đó, ngày 4 tháng 10, Bộ Ngoại giao Anh thông báo hơn 250 công dân nước này đã rời Liban. Nhật Bản, Nga, Đức, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác đã và đang tiến hành sơ tán công dân khỏi Liban bằng máy bay quân sự. Các hãng hàng không trên toàn cầu đã chuyển hướng hoặc hủy chuyến sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào Israel ngày 1 tháng 10. Nhiều chuyến bay đến Israel và Liban đã bị hủy do một số hãng hàng không thông báo sẽ không nối lại hoạt động cho đến ít nhất giữa tháng 10. Hàng loạt quốc gia đã nhanh chóng đưa công dân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Còn những người dân ở miền nam Liban, khu vực nóng bỏng giữa xung đột Israel và lực lượng Hezbollah cũng vội vã tìm đến thủ đô Beirut, trong khi những người khác chạy sang các nước láng giềng mang theo nỗi lo lắng cho sự an toàn của bản thân và người thân yêu. Họ là những cư dân từ miền nam, miền đông Liban và các khu vực ngoại ô Beirut, buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah leo thang. Trong số đó, khoảng 240.000 người dân Syria từng sang Liban để trốn khỏi cuộc nội chiến, nay lại một lần nữa vượt qua biên giới trở về đất nước. Chúng tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng nổ rất to ở phía đường ra sân bay. Các vụ đánh bom đã xảy ra, các con tôi khóc và rất sợ hãi. Chúng tôi buộc phải rời bỏ nơi ở của mình. Tôi là một bệnh nhân tiểu đường, tôi không đi được hay giúp bọn trẻ sơ tán. Tôi chỉ có thể hét lên khi thấy không kích xảy ra ngay trước mắt. Chúng tôi không cần quần áo hay thực phẩm, tôi chỉ muốn một nơi các con tôi được an toàn. Chúng tôi rời khỏi Syria để thoát khỏi chiến tranh, nhưng rồi nơi đây chiến tranh cũng xảy ra. Thế nhưng, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công khu vực cửa khẩu Masna và cắt đứt tuyến đường sơ tán duy nhất của người dân Liban sang Syria. Với cáo buộc, Hezbollah sử dụng cửa khẩu này để vận chuyển thiết bị quân sự vào Liban.
Trong khi đó, những dân thường bị thương không thể di chuyển, đang được điều trị tại các bệnh viện, thiếu trầm trọng nhân viên y tế, bởi họ cũng là nạn nhân trong cuộc chiến. Ở miền Nam Liban, 37 cơ sở y tế đã đóng cửa, trong khi ở Beirut, 3 bệnh viện buộc phải sơ tán toàn bộ nhân viên và bệnh nhân, và 2 bệnh viện khác sơ tán một phần. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn tiếp tục bị tấn công. Chỉ riêng ở Liban, 28 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong 24 giờ qua. Thật quá khó khăn khi luôn phải làm việc trong sợ hãi. Để có thể cứu người thì bản thân chúng tôi cần được an toàn. Tôi cũng rất lo lắng cho gia đình mình, bởi chẳng còn nơi nào ở Liban an toàn nữa. Bên cạnh đó, tình hình chiến sự leo thang đang đẩy nền kinh tế đầy rẫy bất ổn của Liban vào nguy cơ sụp đổ. Trong bối cảnh GDP Liban đã giảm từ 59 tỷ đô la Mỹ năm 2018 xuống còn 22 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, còn đồng nội tệ đã mất giá tới 95% trong lúc lạm phát chạm ngưỡng 200%, đẩy mức sống của gần một nửa dân số xuống mức nghèo khổ. Trong bối cảnh không có dấu hiệu nào cho thấy một giải pháp nhanh chóng tháo ngòi nổ xung đột ở Trung Đông, những câu hỏi về việc liệu cuộc chiến sẽ kết thúc như thế nào, kết thúc ở đâu và liệu có kết thúc chưa thể có câu trả lời. Do đó, ngay lúc này, cần ưu tiên đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho dân thường trong các vùng chiến sự, song song với nỗ lực thúc đẩy đàm phán để tìm kiếm hòa bình cho các bên. Mục Thế giới đa chiều vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.